Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Lão Hạc Cassette của em. Đó, như các bác có thể thấy trước mặt chúng ta đây, đó chính là con đài Latiolan RX5160 các bác nhé. Đó, một con đài hàng bãi Nhật còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Thì cái chủ đề ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với các bác là cái mẫu đài này, là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu là nó có chức năng gì và nó như thế nào. Đó, xem nó có đáng chơi hay không, để giúp các bác nhận biết được từ xa. Đó, các bác có thể ngắm nhìn được nó từ xa, xem em review nó thì các bác gặp, các bác có thể chọn mua nó hay là như thế nào, thì nó hay nó dở hay là nó như thế nào, thì ở video này em sẽ làm cụ thể luôn nha các bác nhé. Đó, thì đầu tiên đó là những cái phím chức năng của nó em giới thiệu qua cho các bác nhé. Con này ngoại hình của nó rất chi là cân đối này. Nó có loa bát và loa check. Loa bát của nó là 16 các bác nhé. Hai loa bát, hai loa check. Đó. Thì ở phần này là cái mic này, mic thu âm này. Đó, mic thu âm. Còn những cái phím chức năng này. Phím đầu tiên là ba cái hàng này là hiệu chỉnh âm thanh các bác nhé. Thì con này nó toàn là chữ Nhật. Toàn là chữ Nhật thôi. Cho nên là mình mò một tí là ra mà. Đây là cái nút volume này, cho tiếng to nhỏ này. Còn bên cạnh là ba lăng chỉnh giữa kênh loa trái và kênh loa phải. Đó, muốn nghe to bên nào thì chúng ta vặn về bên đấy. Còn đây là cái phím tone, nó dạng như kiểu là tối và sáng tiếng ấy, tối và sáng tiếng. Cái này thì tạm thời chưa biết. Cái này thì như kiểu là mono và sitte quá, mono và sitte. Còn cái này là chế độ băng, Norman, Chrome và Metal. Đó. Còn đây là cần gạt, này là cần gạt chủ yếu. Chúng ta sẽ dùng cái cần gạt này chủ yếu này. Đó là cái giữa là radio và dưới là tab. Đó, dưới là băng cassette, trên là radio. Đó. Thì phía bên cạnh đây nữa là nó có kênh AM, FM. Đó. Đó, AM, FM. Còn hai cái này là phần âm thanh của mic nhé, chúng ta không quan tâm. Đó. Bộ cơ là bộ cơ điện các bác nhé. Đó, cho ra băng này. Đây. Đó, thì dòng này đặc biệt của nó là FM của nó là 108 các bác ạ. Đó, FM là 108, rất thích hợp với những bác nào thích nghe radio. Và kênh FM 108 là bắt được rất nhiều sóng đấy, không phải chỉnh FM gì lên cả. Đó, FM nguyên bản 108 luôn. Và ngoại hình nó còn rất là mới đẹp đây các bác này. Các bác có thể thấy là cái mác của cái đài ở cửa băng này nó vẫn còn trông rất là đẹp luôn. Đó, cái mác này nó dán ngay ở cửa băng. BBD cái chữ Nhật cái gì đó, xong cuối cùng là RX5160. Đó, thì em chỉ hiểu những cái ký tự này thôi. Đó. Thì bây giờ em sẽ đi vào test con đài nhé. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ test chức năng radio của nó trước các bác nhé. Đó. Thì em test radio AM này. Cho tiếng lên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt hội đàm với Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Hàn Quốc. Không chi tiết được. Và chúng đang chạm đến một cái chương rất lớn về COVID-19 ở Trung Quốc. Kết luận đó. Trong cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó, sóng AM ok đấy. Bây giờ em sẽ chuyển về sóng FM nhé. Đây, FM thì chúng ta gạt cái cần gạt trên này. Đó, về sóng FM. Kéo dâu ăn teng lên. Đó. Trong trường hợp tại các cơ sở y tế. Chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp. Ho, đừng hô hấp không đấy. Hồi hồi nhị hẹp, bụng. Đó, thì sóng FM em có bắt qua cho các bác xem như vậy thôi. Thì nó có thể bắt được 7 đến 8 sóng gì đấy. Nói chung là sóng FM 108 thì bắt đủ tất cả các đài của Việt Nam các bác ạ. Đó. Một con đài rất là còn rất là mới đẹp luôn. Thì mãi em mới sưu tầm được cái mẫu này các bác ạ. Bây giờ em sẽ test băng cassette cho các bác xem nhé. Mình về chế độ băng cassette này. Cho cái băng vào. Băng này là băng Loman. Băng này Loman thì chúng ta sẽ để cần gạt thứ hai này ở phía dưới này. Giữa là Cro 2 và trên là Metal. Đó, chúng ta sẽ để ở mức dưới cùng này để nghe cho nó hợp băng. Vào đây nhá.
bóng dương rơi mà thương nhớ không bao giờ vơi. Các bác để ý là khi mà có nhạc ấy thì cái đèn vu này nó vẩy theo đèn rất là đẹp này. Đấy, ở đây có một bộ vu nó vẩy rất là đẹp. Đó, dưới là công tơ mét. Thì em sẽ test chức năng tua tời nhé. Tua băng này. Tời này. Ok các bác ạ, bộ cơ đã được thợ dọn rất kỹ rồi. Thì khi mua những cái đài bãi hàng Nhật về ấy, chúng ta phải dọn kỹ bộ cơ bên trong. Các cái gioăng cao su, các cái bánh tì thì chúng ta phải thay hết. Nếu mà nó có bị chai, bị dão hay là bị mùn, chúng ta phải thay hết thì sử dụng nó mới được bền và an toàn được. Đó. Đặc biệt là những cái bệnh nhai băng ấy là chúng ta phải thay hết những cái bánh tì, không thì dùng nó sẽ bị nhai băng các bác ạ. Thôi bây giờ em vừa mới test xong qua con đài cho các bác xem, cũng giới thiệu qua về các chức năng của nó cho các bác một phần nào nắm bắt được. Thì bây giờ em sẽ tháo máy nhé, tháo máy ra cho các bác xem nội thất bên trong con đài này nó như thế nào các bác nhé. Đó các bác, vừa rồi thì mình mới tháo được mấy con ốc ở đằng sau ra. Đó, mấy con ốc đây mình bỏ ra một bên nhé. Do là thời lượng video nó không có dài nên mình không quay cái lúc tháo cho các bác xem. Tháo cái con 5160 này mình lưu ý các bác chút là khi các bác tháo xong những cái ốc đằng sau ra thì mình dùng tay mình nhấc cái nút của nó ra này, nút trước mặt này, nhấc rất đơn giản thôi, cứ rút thẳng là nó lên. Và đồng thời cái lúm tu linh sóng ở bên hông này chúng ta cũng rút ra luôn nhé, để qua một bên, đó. Và điều quan trọng nữa ấy, là bây giờ chúng ta muốn lật cái mặt này lên, nói chung là tháo con này là tháo ở mặt trước nhé. Thì các bác cho cửa băng lên này, xong các bác lấy hai ngón tay cái để vào đây, xong chúng ta trượt cái cửa băng lên. Đây. Là tháo cửa băng ra. Đó, bỏ cửa băng ra. Chứ nếu mà chúng ta không tháo cửa băng mà chúng ta cứ thế mà chúng ta cầm, chúng ta nhấc ra là gãy hết cái cửa băng này là đi ngay, xong ngay. Rồi em sẽ nhấc em tháo ra nhé. Rồi đấy. Đây. Tháo ra rất là đơn giản luôn. Đó, đây là nội thất bên trong. Thì ở đây nó có một cái cút cắm loa nhé, chúng ta rút này ra. Rút này ra thì chúng ta mới bỏ được cái phần loa này sang một bên. Đó, bây giờ em sẽ quay kỹ cái phần bảng mạch bên trong cho các bác xem. Đây như các bác có thể thấy là trước mặt chúng ta đây là toàn bộ nội thất bên trong của cái con Latioran RX5160 đây. Đó. Đây là phần nguồn này, phần cơ băng này. Đó, để tháo phần cơ băng này cho chúng ta tháo 4 con ốc này. 4 con ốc này. Đó là chúng ta lật cái mặt cơ này ra thay dây cura. Đây là phần đèn vu của nó này. Còn đây là các cái phần các cái phím nút hiệu chỉnh âm thanh này. Đó. Radio này. Thì cũng sẵn tiện đây em cũng xin giới thiệu cho các bác một cái loại dầu xịt để chúng ta xịt vào những cái phím nút của nó nhé. Đó chính là cái loại dầu xịt mạch điện tử A2 này. Đó. Chai nó rất là to, chai này dùng thoải mái luôn. Các bác có thể xịt trực tiếp lên các cái công tắc này, mình xịt vào đó, như em xịt thử nhé. Đó, mình xịt xong. Xong bắt đầu mình lấy tay mình gạt, mình lay lay 4-5 lần. Đó là cái dầu nó thấm ở bên trong. Cái dầu này nó có tác dụng là chữa những cái bệnh khi chúng ta vặn nó bị xì xoẹt cái nút volume này. Đấy các cái này, các cái công tắc volume này, các cái nút ấn này. Đó, mình có thể dùng cái dầu xịt điện tử A2 này xịt vào hết nhé. Xịt vào được hết các bạn. Đó. Và em cũng sẽ để lại số điện thoại để các bác tiện mua cái dầu xịt này nhé. Cái lọ này nó có 65.000 một lọ thôi các bạn, dùng nó rất là an toàn luôn, cho được cả tất cả các mạch điện tử đó. Để các bạn nhìn bộ cơ này, nó coi như là mới choang luôn, trong mạch máy mới choang luôn. Đây là cái phần loa của nó các bạn, loa này bát nó cỡ 16 các bạn. Đây em sẽ quay phần thông số loa của nó nhé, zoom gần lại xem nào. Đó, Japan loa 3 ohm. Hình như xương loa nó bằng nhôm thì phải các bạn. Đây hai loa bát. Còn hai cái loa check ở phía trên này. Đó. Đó thì vừa rồi em đã tháo nội thất máy ra cho các bác xem.
À, quả thật là nội thất bên trong rất là còn rất là sạch đẹp đúng không các bác? Thì em đã giới thiệu qua cho các bác là các phím chức năng của nó và test chế độ radio AM, FM của nó và tháo máy ra cho các bác xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi về phần kích thước của đài các bác nhé. Kích thước của đài là nó có chiều dài. À, chiều dài này, chiều dài suốt cái đài này là 48cm các bác, 48. Chiều cao này, chiều cao là 28. Chiều cao là 28, không kể quai sách nha các bác nhé. Đó, và độ dày của đài, độ dày của đài này đó là 13cm các bác ạ. Độ dày 13cm, đó. Thì ở bên hông này nó có một cái lỗ này cắm chắc là tai nghe các bác ạ. Cái này thì mình không quan tâm lắm. Còn bên hông bên này là phần cắm cút điện nhé. Con này sử dụng chân vuông các bác nhé. Đó, chân vuông zin của Nhật đấy. Chân vuông và điện, còn một lỗ tròn cắm điện DC, nó dùng nguồn là 13V, 13,2V đấy các bác nhé. Đó. À, đây là phía sau đài đấy các bác. Đây, sau đài đây. Thì ở bên này nó có một bên là chúng ta có thể cắm ra được đường loa ngoài này, đường line in, line out âm thanh vào. Đó. Còn con này nếu nó sử dụng pin nhá, sử dụng pin thì nó sử dụng 8 quả pin đại các bác ạ. Đó. Hộp lắp pin đây. 8 quả pin đại. Và đây là thông số mặt sau của đài. Em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Đó. Thông số mặt sau. Latiolan RX, model là 5160, nguồn là 100V, AC 100V, DC là 13,2V, đó, Made in Japan, AM FM 108, đó. À, nó cũng là một con đài xứng đáng được nằm trong bộ siêu tập của các bác đấy các bác ạ. Đó. Thì các bác có gặp mẫu này thì các bác cũng lên xem xét là lên mua các bác nhé. Đó. Nếu là em thì em sẽ mua bởi trong những cái thiết kế của nó rất là đẹp, những cái phím nút của nó làm ngay thiết kế hết ở cái mặt giữa này, trông tạo cho chúng ta một cái cảm giác là con đài rất là hầm hố và gấu. Thì đến đây em cũng không còn gì chia sẻ với các bác nữa nhé. Thì cũng cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ và đăng ký video của em trong suốt thời gian qua nhé. Thì em sẽ có để điện thoại, số điện thoại của em ở đây và số Zalo của em. Là các bác có muốn hỏi gì các bác cứ nhắn vào đấy nhá. Em cũng rất vui được giao lưu cassette với anh em toàn quốc nhá. Đó. Và em xin chúc các bác là sưu tập được thật nhiều đài đẹp nhá, nhiều đài bãi đẹp. Và chúc các bác là vui, khỏe và hạnh phúc nhá. Các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ em có nhiều động lực, em ra nhiều video hay hơn nữa các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá. Chào các bác.